Thưa con là gọi là Ananda, con xin phép cụ nhân cùng các quý anh chị ở đây cho phép con được hỏi hai câu. Dạ thưa cụ, là cho con xin nhờ cụ dạy cho con để con hiểu rõ thêm cái việc mà tạo công đức như thế nào là tạo công đức trong sáng ạ. Mình giúp cho người ta vì cái bình thường đừng có chấp vô, gọi là trong sáng. Nhưng mà nên nhớ rằng đừng có chấp và đừng có kể công gì trong đó, gọi là công đức trong sáng. Giúp người ta hiểu cái thiền tông này mà đừng có đặt cái điều kiện gì hết, gọi là trong sáng. Mà đừng có cái ý niệm luôn, thấy không? Gọi là tạo công đức trong sáng, giúp người ta hiểu hoặc giúp người ta về Phật giới. Đừng có chấp mình, đừng có thố lộ rồi bất cứ cái gì hết, là đúng là trong sáng. Còn nếu mà mình giúp người ta mình có cái ý niệm gì thì nó bị tối rồi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thế cô có thể giải thích cho con là có cái ý niệm gì là ý niệm gì ạ? Ví dụ ạ. Suy nghĩ gì đó. Thí dụ cô cho người ta xin cái quyển giáo lý này. Rồi mình có cái ý niệm là coi cái này thì nó được, cái này được kia. Mình có ý niệm mình gửi theo, thấy không? Cho cách bình thường. Bởi vì thành ra ngoài đời người ta nói nghe là thi ân bất cầu báo. Thế gian chuyện này thi ân bất cầu, anh cho người ta gì anh không có màng cái gì hết á. Mà trong cái thế gian mà người ta thi ân bất cầu báo này, nó sẽ sanh ra khi mình hết mãn phần nó đi sanh gì đâu, sanh về nước thanh, về nước cõi trời vô sắc á. Nó là cái chỗ này nè. Con giúp bất người ta bất cái gì, con đừng có một ý niệm nhỏ gì hết á, thấy không? Là trong sáng. Con có thể hiểu như thế này, con nói được không ạ? Ví dụ đi. Như là tại vì trước đây con cũng đã tu ở trong chùa nhiều á, thì ví dụ như con cũng có bạn bè cũng đã có sẵn cái sự tu rồi đó. Thì ví dụ như con thì hiện nay con chỉ ở nhà và con không làm gì cả, và con chỉ phần lớn là tại vì con mới gặp cái pháp môn huyền ký này, thì con gần như là chấm dứt hết tất cả các pháp môn khác mà con đã tu tập để mà nghiên cứu cái phương pháp này. Tại vì con thấy là nó phù hợp với con ngay trong hiện tại. Thì có một cái sự việc là khi mà con thấy nó hay á, thì và nó nói chung là nó mở ra cho con rất là nhiều cái sự việc á. Thế là con mới ngồi một chỗ. Thì con gọi cho bạn con mà ở xa để con chia sẻ cái pháp môn này. Thì ví dụ như là con gọi điện thoại, con nói tớ mới có một cái pháp môn này hay lắm, tớ gửi cho cậu được không? Thì con có cần thiết là phải hỏi cái từ được không, hay là cứ tự động gửi qua thôi, rồi sau đó vài ngày sau hỏi lại? Bây giờ cái giao dịch ban đầu thì vậy được, mà khi mà người ta hiểu hay quá thì còn nói mày nhờ tao. Cái câu đó, cái giờ tao là nó mất đi. Có nghĩa là con gửi người ta rồi con hỏi được quyền, nhưng mà con đừng có kể công trong đó. Đừng có kể công mới là trong sáng. Còn con kể công hay bất cứ có ý niệm gì thì không có trong sáng. Con hiểu không? Con chưa hiểu cái việc kể công. Kể công này là kể công là con kể công với người bạn của con, hay là đi kể công với sự chia sẻ của con đối với các đồng phạm hạnh của pháp môn này? Thì với bạn con thôi, chứ người kia đã quyết gì đâu mà con kể công. Vậy là tức là ví dụ như con có thể là ví dụ như khi một cái việc chia sẻ của con nó có một cái sự thành tựu đi, thì con có thể khi mà gặp các bạn đồng phạm hạnh trong huyền ký mà con có thể chia sẻ cái việc cái cách làm như thế, thì con vẫn có thể chia sẻ cái điều đó, cái cách cho các bạn con có được không ạ? Tất cả chia sẻ được hết, nhưng mà đừng có kể công, đừng có kể ta giúp mày hay là chi nọ đó. Tức là với cái ý, tức là cái tâm khởi lên, nếu mà trong cái ý là mình chân thành thôi là đã được, chứ còn nếu như mình có một ý đồ khoe khoang là không được, phải không bác? Đúng, đúng rồi, đừng có khoe, đừng có kể công gì trong đó hết. Có nghĩa là giúp được cái gì, nói gì kêu nói, nhưng mà đừng có khoe cái gì hết rồi. Chứ đừng có nói kể công, nói kể công là nó trùm á, thấy không? Thưa bác, có thể giúp cho con cái ý rõ này không? Ví dụ như con nói rằng là cái pháp môn huyền ký của Đức Phật này nó rất là tuyệt vời. Ví dụ con tán thán như thế, tại vì đó là sự thật. Tại vì thực sự ra con trước khi đến với huyền ký của Đức Phật thì con cũng đã tu rất là nhiều pháp môn, nhiều lắm luôn á.
suốt 7 năm luôn á, 7 đến 9 năm luôn á. Thì nhưng mà bây giờ thì khi con gặp Huyền Ký thì con, tại vì con đọc sách đó và nghe và vấn đáp rất là nhiều suốt mấy tháng nay, thì nó dần nó mở ra, thì con thấy hay, thì con có thể tán thán được không ạ? Cái tán thán thì được, thấy không? Tán thán là con, nghĩa là con tán thán gì cái pháp môn này nó hay thôi. Chứ con giúp người khác thì đã xong rồi thì thôi, đừng có nói gì hết trời, thấy không? Đừng có ký niệm gì cho với cái người mình giúp thôi. Dạ, đó thì chắc rồi, là rồi. Dạ vâng ạ. Thưa cụ, cho con xin hỏi thêm một câu thứ hai. Là trước đây trong quá trình đi tu thì con ở trong các cái chùa mà theo như huyền ký của Đức Phật mình gọi là các cái pháp môn như là vật tu vật lý, tức là dụng công. Thì khi quá trình con đi như thế thì con đã có những cái sự bố thí cúng dường, làm những cái việc Phật sự đến Tam Bảo. Thì bây giờ con tu tập đối với cái pháp môn thanh tịnh thiền tông, thì trên cái con đường mà đi về Phật giới á, thì cái lúc mà con nhắm mắt á, thì những cái việc mà con làm đó thì thế như thế nào ạ? Tức là nó có giá trị không ạ? Nó có cái sự hỗ trợ gì cho cái việc là đi về? Bởi vì con được biết rằng là cái việc công đức thì dĩ nhiên là mình đã biết là nó có giá trị và cái sự hỗ trợ cho cái việc đi về Phật giới. Nhưng mà riêng cái việc phước đức đó thì nó có hỗ trợ gì không? Bởi vì cái này nó lạc vào cái chương trình 2. Cái hồi sáng con có xem cái lễ đường về Phật giới không? Công đức và phước đức bằng nhau, coi chừng. Khi đó ông thần hỏi chứ bây giờ sao? Phước đức đi hưởng hay là muốn về? Thì cái câu này con á, bởi vì nguyên tắc á, khi mà con tu, một vị thầy tu rồi mà con có phước đức nhiều đi đâu? Lên cõi trời đế thích á. Mấy ông tu á, người nào mà tu theo đạo tiên, đạo trời á, thì lên đế thiên. Người nào tu theo mà hội đồng hộ thích thì lên đế trời đế thích. Còn bây giờ con có hai cái này thì nên nhớ rằng con muốn về thì con đừng có chấp bất cứ cái gì hết. Thì dứt khoát tôi muốn về Phật giới. Trả lời con không có thuộc cái này thì con xin cái đường về Phật giới cho người ta. Con về con đọc tới đọc lui cho nó thuộc cái này. Con thuộc cái này gọi là cái pháp trần hiển rồi đó. Thì giàu có bao nhiêu cái phước đức nó cũng không vô được. Mà con có công đức ít cũng được. Thì nó cái pháp trần thì giúp con cái hướng về Phật giới. Như vậy con có thể hiểu rằng con đó trước đây con đó do không biết cái pháp môn này thì của huyền kiếp của Đức Phật, thì bây giờ con lỡ rồi thì bây giờ con phải để cho nó tự nhiên phải không cụ? Rồi đúng rồi, để tự nhiên, đừng màng tới nó. Không? Dạ. Dạ. Cho con hỏi một câu hỏi nhỏ trong cái phần làm bố thí cúng dường. Thì ví dụ bây giờ là giống như nói rằng là con của cha thì giống như là người ta nói rằng là ăn cây nào rào cây đó. Thì ví dụ như bây giờ con đã hoàn toàn là chỉ tu tập một pháp môn huyền ký của Đức Phật, thì hiện nay chỉ có ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thì đang dạy pháp môn này. Thì như vậy là con sẽ có thể đến sinh hoạt và con vẫn có thể đóng góp về cái sự tịnh tài cũng như là cái thân mạng để giúp đỡ, thì điều đó là được phải không ạ? Bây giờ giúp đỡ ở đâu? Trong chùa Tân Diệu hay giúp ở chùa khác? Dạ không, là bây giờ chỉ có đã đi về nhà cha rồi mà còn đi đâu nữa? Không. Dạ chỉ có đó, là chùa Thiền Tông Tân Diệu thôi ạ. Chùa Tân Duy Diệu nhất không, thôi ạ. Chùa Thiền Tông Diệu không thu cái gì hết. Thí dụ chẳng hạn có cái này thì được nè. Cái quyển giáo lý người ta ra giá bao nhiêu tiền nó còn muốn mua, thường thường con lại con xin người ta cho. À, còn nói giờ tôi muốn xin, tôi muốn thánh kêu bằng muốn nhận cái này thì ta in 10.000 quyển 20 gì đó thì con trả này, con đem con cho thì được. Dạ. Thấy không? Dạ. Còn hoặc là trong cái chùa này mà con thấy có cái gì mà con muốn khi ghi những cái ý niệm vì con á, đây trong này ta có những cái bảng đá cho con ghi thì được. Chứ con chùa con nó cúng dường để chùa làm này kia không có. Cái gì ở đây ta có cái chương trình của người ta hết, ta không lấy bất cứ ai. Thấy không? Rồi. Dạ con xin cảm ơn cụ, xin cảm ơn quý vị.